ánh mắt con chim là được những người thợ tôi là thể hiện rất là có hồn, những cái linh vật như là phần hoa rất là sắc nét. Quý vị có thể xem kỹ, xem chi tiết. Nếu quý vị nào am hiểu về đồ gỗ thì là có nhìn qua là đã biết được cái bộ sản phẩm tôi làm kỹ như thế nào rồi. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 16 tháng 5 năm 2020. Và quay trở lại với màn ảnh nhỏ quý vị, hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một combo nội thất phòng khách, bao gồm một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào tay 12 và một chiếc kệ TV. Đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm đây thưa quý vị. Thì bộ sản phẩm này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng tại Hạ Hòa, Phú Thọ. Bác đã về đặt cơ sở chúng tôi cũng khá lâu rồi, chừng 3-4 tháng rồi. Thì hôm nay chúng tôi có hoàn thiện lên. Và trước khi bàn giao cho khách hàng thì tôi có quay lại một video clip để giới thiệu bộ sản phẩm này cho gửi lại cho bác, cũng như là để cho quý vị khán giả ai thì có nhu cầu quan tâm thì có thể xem cái video giới thiệu bộ sản phẩm này. Đây, trước mắt quý vị đây là hình ảnh của hai chiếc ghế nhỏ. Bộ sản phẩm này kích thước là tay 12. Và quý vị có thể nhìn được cái phần dáng ghế này rồi, đã khác hoàn toàn so với những sản phẩm khác trên thị trường rồi. Toàn bộ phần yếm chúng tôi là yếm cong. Đây, phần yếm, yếm là chúng tôi làm yếm cong. Chân là đục, đầu lân, chân móng, cũng như là toàn bộ cái phần cổ chỉ này chúng tôi là làm cổ chỉ 3 tầng cổ chỉ, 2 tầng cổ chỉ đục xen dẹo. Yếm là yếm hoa lá tây. Phần gỗ lạc là chúng tôi chọn lọc 100% là chất liệu gỗ hương cực kỳ là đẹp. Cái phần dáng tay này hay là dáng cột này được làm rất là dẻo. Riêng phần đục chạm của tôi là vô cùng sắc nét. Phần đục chạm vô cùng sắc nét. Chương là chương gọi là chương đục đào chim. Bây giờ là buổi chiều nên ánh sáng chỗ này nó hơi ngược sáng một chút thôi quý vị. Nên là quý vị nhìn nó không thể cái màu sắc nó không được thực tế so với thực tế lắm, không được phản ánh màu sắc thực tế lắm. Đó, cái phần dáng ghế quý vị quay xa quý vị thấy được cái dáng ghế đây, dáng ghế rất là đẹp, nó rất là dẻo. Chúng tôi làm dáng ghế rất là dẻo. Phần vách chúng tôi là riêng phần vách là đục dày 3 phân và đục chạm thủ công bằng tay quý vị nhá. Những sản phẩm thông thường là chúng tôi đục bằng máy cũng như là vách rất là mỏng, nhưng riêng sản phẩm này là chúng tôi là đục tay. Đây. Bên trong này có ánh sáng tốt hơn này. Vách là đục tay, rất là sắc nét. Phần khuôn tranh là khuôn tranh dày 3 phân. Ván mặt là dày 2 phân. Càng vô cùng là dày dặn. Hơi ngược sáng. Có lẽ bên này là ánh sáng sẽ tốt hơn. Đây là chiếc đoàn dài. Toàn bộ những phần thông số kích thước này là bác đặt riêng chúng tôi, làm riêng, không giống với những sản phẩm khác trên thị trường. Kích thước riêng của bác. Đây, phần chương này, quý vị này. Chương đào chim đây. Thấy những ánh mắt con chim là được những người thợ tôi là thể hiện rất là có hồn, những cái linh vật như là phần hoa rất là sắc nét. Quý vị có thể xem kỹ, xem chi tiết. Nếu quý vị nào am hiểu về đồ gỗ thì là có nhìn qua là đã biết được cái bộ sản phẩm tôi làm kỹ như thế nào rồi. Toàn bộ phần cột đây là đã rất là kỹ, nước sơn này, nước sơn rất là kỹ và bóng nhé. Vần gỗ, vần gỗ quá là tuyệt vời luôn. Yếm cong, mặt là mặt liền tấm, một tấm luôn, dày 2 phân động, rất là giá trị. Quay tổng xa cái dài. Còn đây là chiếc bàn. Vần gỗ thì không còn gì để chê rồi. Vần gỗ tự nhiên, vần gỗ tự nhiên quá là đẳng cấp luôn. Vần gỗ hương rất là giá trị, gỗ hương đá 100% là gỗ nhập khẩu Nam Phi. Bộ sản phẩm này thì bao gồm có 6 món. Ngoài ra phía bên trong kia là còn có một chiếc kệ TV nữa. Chiếc kệ TV này là cộng hàng siêu VIP rồi. Chiếc kệ TV này toàn bộ phần cánh, khung cánh chúng tôi là cũng dày 4 phân, ván dày 2 phân rưỡi và đục chạm rất là sâu. Đục chạm rất là sâu thưa quý vị. Đây tôi quay gần hơn để cho quý vị xem được cái phần đục chạm này rất là sâu. Đó. Đây là mẫu kệ TV này, chúng tôi gọi là mẫu kệ TV cột nho nhé. Mẫu kệ TV cột nho con sóc.
chân của chúng tôi là chân đục hoa hồng, chân đục hoa hồng cũng như là yếm hoa hồng, chân đục thủ công, kể cả những phần đốc này của chiếc kệ này là đốc liền hết. Và những sản phẩm hàng cao cấp như này thì là phần ván đốc là liền hết. Thì hôm trước thì tôi cũng có giới thiệu qua phần mộc của chiếc kệ TV này, một video clip trước rồi. Như quý vị mà muốn xem mộc thì hãy có thể vào kênh YouTube của chúng ta để xem mộc, hình ảnh mộc của chiếc kệ TV này. Nếu quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 50086 nhé. Cơ sở tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Nay là ngày 16 tháng 5 năm 2020. Đây là một phần cái nội thất phòng khách như là kệ TV của bác Lan tại Chế Lưu, Hạ Hòa, Phú Thọ. Quý vị quan tâm đến đồ gỗ nội thất thì hãy bấm đăng ký kênh để có thể xem thêm được những video clip khác của tôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video khác.